Chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Nay mình lại tiếp tục mình uốn lại cái cây me này cho quý vị xem. Cây me này nó cái chỗ này nó bị lỗi mấy cái này thì bây giờ mình cạp đi xong rồi mình uốn lại mọi người xem nhé. Tại cái phông cái chỗ này là cái này nó xấu ấy. Nó xấu quá nên là phần này nó âm dương chỗ này nó không có hợp lý lắm. Mình bỏ luôn. Đó. Mình lấy cái phông cao ấy, cho nhìn nó thoáng, cây nó quá cây trực cao và trực lắc cao đó, và không cao đó thì mình đặt này tí nữa mình lấy cái keo mình liền ra mới tiến mình bôi lại trước mắt thôi. Đó, mình cạp bây giờ cái này nữa, nó dư thừa chỗ này, nó không đúng chỗ, đó, cạp đi, vào cái đây, cái bên dưới này, phần này này, mình cạp sạch đi, đó, nó lộ hết cái thân chính ra, xong nó bảo vậy sau này mình nuôi, cái quan trọng là mình nuôi lại để cho nó chuẩn, cái mình chơi cây mà nó nhiều tán quá nó cũng không giá trị đâu, cắt bớt cái lá này để cho uốn nó dễ nhìn này, cái này bỏ bớt này. Đó. Bấm hết đi cho nó vào dây cho nó dễ. Đó. Sao nó lại mọc nó lại đẻ nữa mà. Mình lấy cái cốt chính đã. Chung là làm lần đầu tiên thì nó cũng không có nó đẹp. Nó phải vài lần. Cái nào mình để lại thì mình nuôi. Còn nào không cần thiết thì mình lọc đi. Đúng. Cắm cho nó lộ ra thì mình mới tính được. Đó, thì bây giờ mình cứ kiểm tra này cái mặt tiền này thế nào, tùy theo. Mình lấy cái đây mặt tiền đấy cũng được. Mình lấy mặt tiền đây đi. Đó, thì cái nào cả thì đã. Cả con tí nữa mình uốn xong mình tha theo. Cả cũng hết cái đây xong tha theo lại là nó liền lại. Rồi, trước mắt thì mình vào đây đã. Cái này vào nhanh thế mà. Đây, mình đi vào trong này. Mình cũng trước vào một lần rồi, bây giờ mình vào mình đi cái dây này đó, đó mình đi cái cho nó vừa tay tí, cho nó lỏng quá thì nó cái cành nó bẻ ngay, mà nó chặt quá thì cây nó không phát đó. Bây giờ mình vào thì trước mắt mình vào thì mình cứ thả lỏng đi, cứ để nguyên cho nó tự do để cho nó nhanh lớn cây đó. Đó. Đây cái này mình móp sát nó vào đó. Mà đi theo đi kẹp theo cái dây cũ đó đó, mà mọi người xem rõ không, em xem có thấy nó rõ không, cho nó cao cao thì cho mọi người xem nó dễ đó, nó rõ đó đó, đó. Mình cứ đi vậy cho nó tự do này để cho nó lớn, mà chứ mình chưa thể làm đẹp ngay được, mình định hình cho nó đã đó. 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 Lắc nhẹ thế. Đó, lắc nhẹ tí rồi mình nuôi. Đó. Lắc nhẹ xuống ạ. Lắc cho nó có cái độ có 3D tí thì sau này là nó có cái co nó mới đẹp rồi. Đó, còn cái phần trên này, cái đầu ngọn này mình cứ dựng nó lên. Dựng nó lên để mình nuôi. Đó. Cái này nó đuổi theo luôn, để sau mình côn lại. Trước mắt thì mình cứ đi vậy. Nó
Đó, cái này mình dựng cũng dựng lên. Đó. Cho dựng lên để cho nó khỏe, để cho nó to cái tay này. Sau này bắt đầu mình mới côm lại. Cứ nhẹ nhàng đi vào thôi. Cành chính mà. Thì sau này nó to ra cái bắt đầu mình côn lại, bắt đầu mình... Đây. Cái này mình quấn vào xong mình đi vào đây. Đó, giữ nó lại. Hả? Đó. Cái này dư này. Bỏ luôn, nó dư mà nó nhỏ quá. Đó. Đây. Cứ định hình nó vào đã. Đó. Đó. Nói chung là nó mới có mấy giây thì nhìn nó hơi thưa. Thưa nên là nhìn nó khó chịu tí, nhưng mà sau này nó to rồi đấy, mình phải nuôi chứ, chơi cây mà đâu có dẹp liền được. Đó. Đó. Cây thì nó có lá, cá thì nó có vảy thôi. Cái cây me này nè, mình cứ để cái lá này đi, sau mình thích uống hay thích ăn hay là làm gì thì mình lấy cái lá me này ăn được, mà nấu canh tốt lắm. Đó. Bẻ xuống cho nó cái con hơi ra tí. Đó. Đó. Vì sao mình côn lại, cho nên là mình không cần phải gắt lắm, sao mình côn lại coi như định hình như vậy thôi. Vì sao côn lại, sao tùy sao mình lựa ra những cái mầm nó mọc ra, mình côn lại trước mắt đây, mình cứ dựng nó lên này cho cái cây nó khỏe. Cành này thì đưa nó về bên này. Đó, mình đi mình hơi uốn cái tay tí là nó không bị bẻ cây. Đó. 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 Cứ nhẹ nhẹ đi, rảnh mà đâu cần gấp gáp làm gì. Ai mà bận rộn quá không xem thì để lúc khác. Đó. Cũng cứ dựng nó lên, tại mình đâu có lấy nó mà. Dựng lên thì nó hơi khó coi, nó hơi khó chịu tí. Nhưng mà cái này mình định hình cho nó mà, cho nên là mình đâu cần thì ấy làm gấp gáp làm gì. Đó, cái này là cái ngọn của nó. Ngọn nó mình cũng cứ nuôi vậy thôi. Đó. Nuôi để cho nó lớn. Sao nó côn lại. Đây cái chỗ này mình cho thêm một tí cái dây nữa vào. Cho thêm một tí dây vào. Đó, dây này đi kẹp luôn với cái cũ này thôi. Đó, đây. Đó. Nhìn làm cái này thì nó hơi khó chịu, tại mình không có côn ngắn lại, nhưng để nó dài nó lêu nghêu thì nhìn nó khó coi, nhưng mà sau này nó tốt lên, nó cái côn lại nó cứ đẹp. Đó, cái này mình cứ cho nó lên con. Đó, nó tự do nó mọc. Đó. Ừ. Đó, không nó cao này. Đó, vì sau này bắt đầu mình cái nó to rồi mình mới côn lại, cái đầu này mình côn hết lại, côn ngắn lại. Đó, cái lần sau này thành phong, lần sau này cũng vậy. Đó, 1 2 3 4 5, tức là mình để 5 tán này được rồi. Cây này mình để 5 tán tức là nó là cúc lộc thổ an kha. Rồi sau này mình côn lại mình nó ra cái bánh tán nó cứ dày cả. Còn bây giờ mình cứ làm như vậy, mình định hướng trước cho nó vậy. Đó. Ừ. Rồi tí nữa mình là cái này thì cái phần này thì mình lấy keo mỹ kiến mình bôi lại đấy, xong cứ vậy mình nuôi rồi. Chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhé. Nếu quý vị và các bạn mà thấy nó hợp lý thì cho mình một like để mình tiếp tục mình lên video sau. Còn cái này mình phải nuôi. Đây cái này là mình mới vẫn đang nuôi mà. Sau nó tốt lên rồi thì mình lại làm lại. Nó ra mình lại làm lại một lớp nữa, mình lại quay lên cho mọi người xem. Đó. Rồi.